Bí mật để đạt được IELTS Reading 9.0. Chỉ cần master được dạng bài này thôi là bạn sẽ làm được IELTS Reading cực kỳ nhanh và lại còn thừa thời gian cuối giờ nữa. Làm IELTS Reading dễ như ăn bánh. Mình là Thêm Phạm, mình là IELTS Coach. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách học để đam mê học IELTS. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm bài Complete the Notes cực kỳ dễ, siêu hiệu quả. Đầu tiên mình sẽ có Complete the Notes. Mình khoanh tròn số lượng từ cần điền nha các bạn. One word only là chỉ cần điền một chữ thôi đúng không? Tiếp theo bây giờ mình sẽ scan luôn câu 1. The problem cái gì đó of London increased rapidly between năm này năm kia. Thì đây sẽ là một cái trang mà rất là dễ scan trong bài vì nó là số liệu có năm rõ ràng đúng không ạ? Trước khi mà scan trong bài thì mình sẽ cần đi xác định xem từ loại cần điền chỗ này là gì. Ví dụ cái gì đó của London đúng không thì nó phải là một cái danh từ ở đây. Và để bài điền một chữ thôi, mình sẽ điền một danh từ thôi nhá. Chúng ta có ngay trong câu đầu tiên vì đây là câu hỏi đầu tiên của dạng bài này. Nên là chúng ta sẽ đi scan trong đoạn văn đầu tiên và các bạn thấy có là in the first half of the 800s. Thì chúng ta có là trong nửa đầu của thế kỷ 1800 bằng cái này luôn đúng không? Vậy mình sẽ gạch đi cái phần này trong bài, gạch đi này. Chúng ta có London, gạch đi này. Increased bằng với grew, rapidly bằng với at an astonishing rate, nó bằng cả cái vế này thôi nhá. Vậy thì đây đâu sẽ là cái danh từ cần điền các bạn? Đấy chính là population cho number 1 đúng không? Tiếp theo câu số 2. Chúng ta có building the railway would make it possible to move people to better housing in the. Và the in rồi thì còn the thì sẽ cộng với một cái danh từ gì đấy ạ? Cộng với một danh từ chỉ vị trí thôi đúng không? Các bạn đi scan xem là sau để câu 3 vì câu 2 mình không có cái nhiều cái từ keyword lắm. Ví dụ như là building the railway, make it possible, move people. Nhưng mình chưa có nhiều keyword là danh từ riêng hay là số tên người hay là tên người đúng không ạ? Thì các bạn nhìn ở câu đường trước này, chúng ta có Charles Pearson. Thì mình sẽ đi scan ông này trước ở đoạn văn nào. Thì mình có tên của Charles Pearson ở không phải trong đoạn văn 1 mà đoạn văn 2. Đây, chúng ta sẽ có build the railway này, make it possible to move people to somewhere. Thì ở đây chúng ta từ câu này này, chúng ta có, và ở đây mình thấy có một từ là his idea was to move ai đó đây đúng không? Các bạn sẽ gạch cái người này đi này, gạch đi ai đó này. Và better housing in where, thì đây better housing who lived in the city slums là những người này sống ở đâu thì mình sẽ không quan tâm cái vế này. Họ vẫn đang sống ở đâu thôi, bây giờ mình muốn là biết là chuyển họ đi đến đâu, ở đâu đúng không? Better thì nó sẽ bằng với newly, housing là bằng với constructed. Thế thì in ở đâu thì trong cái vế này chúng ta chỉ còn chừa lại mỗi chữ in the suburbs, rất là thỏa mãn mặt ngữ pháp đúng không? Thì đây sẽ là câu hỏi số 2 và đáp án sẽ là suburbs nha các bạn. Câu hỏi số 3 tương tự như vậy, chúng ta sẽ scan ở a number of cái gì đó agree with Pearson idea. Agree with là tương đương với là đồng ý đúng không ạ? Thì sẽ phải là người và rất nhiều cái người nào sẽ đồng ý với ý kiến của ông nào. Mình đi scan câu số 3 ngay sau câu số 2 thì chúng ta thấy là có cái ông này, ông ấy được rất nhiều người đồng ý ở đâu. Thì his idea đây, chúng ta quét đi. Và gain support bằng với agree with đúng không ạ? Và chúng ta trong cái câu này thì còn ai là cái người, đâu là danh từ chỉ người các bạn, thì chúng ta có, đấy chính là chữ businessman đúng không? Đấy chính là danh từ số nhiều các bạn đã cần tìm. Và đấy sẽ đáp án câu số 3 nhé. Tương tự như vậy các bạn thử làm cho mình tiếp câu số 4 và số 5 dựa vào bài đọc này nhé. Hãy cùng capture lại màn hình và comment cho mình biết đáp án của bạn là gì nhé. Vậy là bạn đã biết